đây là mình đã nhồi vòng xong. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành khâu ráp các bộ phận lại với nhau. Đấy, trước khi khâu mình sẽ khâu cái phần tay này ha các bạn. Cái phần tay mình sẽ khâu cái phần tay trong này một xíu bằng cái len màu hồng. Mình khâu từ đầu thì sẽ thuận tiện cho cái việc mà mình giấu len hơn. Các bạn khâu hai bên, sẽ khâu ráp từng phận. Mình sẽ phần đầu với thân. Phần đầu mình cũng kết thúc bằng 12 mũi móc. Phần thân mình cũng kết thúc bằng 12 mũi móc. Nên các bạn mình sẽ khâu tương ứng một mũi của phần đầu vào với một mũi của phần thân. Tới đây là mình đã khâu xong cái phần đầu và với phần thân. Cái phần len dư này thì các bạn mình khoan hẳn cát, xíu nữa mình sẽ xử lý. Tiếp tục mình sẽ đi khâu phần tai. Phần tai mình sẽ gập vào thế này, mình sẽ bóp cái tai vào như thế này. Và mình khâu một cái đường cố định trước, cố định cái dáng tay trước. Lúc này thì cái phần đầu và phần thân mình khâu vô rồi. Nhưng mà các mặt của nó đều như nhau nên các bạn mình đặt tay ở đâu cũng được. Và tay mình sẽ cách cái đỉnh đầu này hai chân hai hàng.
Sau đó mình sẽ lại mối. Tương tự mình sẽ khâu với tay còn lại. Tiếp đến mình sẽ đi khâu cái phần chân tay. Bạn thỏ của mình nằm nghiêng nên là cái phần chân tay mình sẽ đặt ở cái vị trí này. Nó gần với một cái tay này. Thế các bạn khi mà các bạn đặt thì thỏ sẽ nằm như thế này. Nên là mình sẽ khâu bạn thỏ của mình nằm nghiêng nên cái phần tay chân mình sẽ đặt nó giống theo cái phần một cái tay như thế này nha. Đây khi mà các bạn đặt thỏ lên cái vòng lục lạc thì bạn thỏ sẽ có cái dáng nằm như thế này. Và mình sẽ đặt như thế để mình khâu. Đây, mình sẽ đặt như thế này mình khâu. Phần len dư mình cũng để tạm đây, xíu nữa mình sẽ xử lý sau. Tương tự, mình sẽ khâu với các chân còn lại. Phần chân sau, mình sẽ khâu thẳng mấy cái phần chân trước. Sau đó mình cũng lại mối. Ở đây mình sẽ cắt sợi, cắt len. Tiếp tục với phần tay chân còn lại. Thì vì mặt của bạn thỏ sẽ quay như thế này nên phần tay chân còn lại mình sẽ khâu ở phía bên này. Đây mình sẽ khâu ở phía bên này ha. Tức là so với cái phần tay thỏ là mình đang khâu ở phần sau. Vì bạn thỏ nhìn nghiêng nên là mình sẽ khâu thế này. Sau khi mà khâu ráp xong cái phần chân cuối cùng, mình sẽ đưa cái phần len thừa vào đây, vào cái điểm dưới của chân, cái điểm vòng tròn ma thuật. Sau đó bạn mình sẽ đặt thỏ vào vòng gỗ. Mình luồn kim qua cái vòng gỗ và mình sẽ nối với cái chân phía bên này. Mình cũng nối vào cái điểm chính giữa, cái điểm vòng tròn ma thuật. Mình khâu hai cái chân ôm qua cái vòng gỗ. Đó, các bạn kéo cho nó kín luôn. Tiếp tục sẽ đến cái phần tay. Mình sẽ luồn cái sợi lên phía trên vòng qua đây nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà cái phần
sợi các bạn chừa để khâu nó không đủ thì mình sẽ nối một cái đoạn len khác. Đây, và mình cũng luồn kim về cái vòng tròn ma thuật ở cái phần tay. Sau đó mình luồn kim qua vòng gỗ và mình nối với cái vòng tròn ma thuật, tức là cái điểm này của cái phần tay bên này với phần tay còn lại. Đó, mình luồn lại và mình khâu cho nó kín cái phần này. Đó, vậy là bây giờ cái bạn thỏ này đã ôm lấy cái vòng gỗ của mình rồi. Bây giờ mình sẽ luồn sợi, mình giấu sợi. Mình lại qua vài mối, sau đó mình sẽ giấu sợi. Bây giờ mình sẽ khâu nốt cái phần đuôi thỏ. Đuôi thỏ thì mình sẽ đặt chính giữa khoảng của cái hai chân này. Các bạn, mình sẽ đặt vào điểm chính giữa. Sau đó một tay mình giữ và một tay mình khâu. Phần đuôi này nếu mà bạn nào không móc thì các bạn có thể làm một cái quả bông nhỏ để mình gắn lên. Tiếp đến mình sẽ đi khâu cái phần mũi và mắt cho thỏ trước. Phần khâu mũi mắt thì các bạn mình sẽ gióng theo cái phần tai để mình khâu để cho nó vô chính giữa. Khi mà các bạn nguyên tắc khâu thì khá là đơn giản, chỉ cần là các bạn khâu làm sao để cho các bộ phận nó cân đối. Thì mình sẽ gióng vào chính giữa của hai tay. Tiếp đến mình sẽ khâu tới phần mắt. Phần mắt thì mình sẽ khâu cách cái phần mũi này, ngay phía trên, mình sẽ khâu ngay phía trên cái phần mũi luôn. Với cái phần khâu mũi mắt thì các bạn nên dùng cái kim khâu nhỏ và mình nên khâu bằng sợi nhỏ hoặc là len có kích thước nhỏ. Và tương tự mình sẽ khâu với mắt còn lại. Nguyên tắc khâu cơ bản thì các bạn khâu để cho các bộ phận cân đối với nhau. Ở đây mình khâu mắt thì mình cũng khâu để làm sao cho hai mắt cân đối với nhau và hai mắt to bằng nhau.
Tới đây là mình đã hoàn thiện xong cái phần bản thảo. Đây, mình đã hoàn thiện xong phần bản thảo. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đi trang trí thêm cho cái vòng gỗ. Đây, nãy các bạn mình sẽ cuốn cái phần miếng màu xanh này vào cái vòng gỗ. Ở đây mình gọi là cái đám cỏ. Sau đó mình sẽ khâu bít nó vô. Mình sẽ khâu đầu bên này vô về đầu bên này, mình sẽ khâu hai miếng đầu của hai miếng lại. Đó, mỗi hàng mình sẽ khâu vô một mũi, khâu cho tới khi kín hết thì thôi. Đó, khâu thì các bạn kéo chặt nha để cho nó kín luôn. Các bạn mình cứ kéo chặt để cho nó kín luôn nha. Đây, để cho cái đường bên trong này nó kín luôn. Và tới đây là mình đã khâu xong cái mũi cuối cùng. Thì cái phần len dư mình cứ tạm thời để đây, xíu nữa mình sẽ xử lý. Và mình sẽ khâu tới cái bạn cà rốt này. Mình luồn kim qua những cái chân móc này nha các bạn, để mình bịt kín cái miệng này, cái miệng cà rốt lại. Mình bịt kín cái miệng cà rốt lại. Đó, mình đâm xuống chính giữa. Đây, mình sẽ đặt cà rốt như thế này nha các bạn. Đây, có cái sợi màu xanh này, mình sẽ luồn vô đây luôn để cho dễ giấu sợi. Đây, mình còn cái đầu len. Cái đầu len dư lúc nãy mình khâu còn dư. Bây giờ mình sẽ luồn vô để mình khâu tiếp. Mình khâu đính cái trái cà rốt lên cái phần này. Sau đó thì mình sẽ lại mối và mình xử lý hết cái phần len thừa đi. Vậy là tới đây sản phẩm một bạn thỏ lục lạc cầm tay cho bé của mình đã hoàn thiện. Phần bạn thỏ này mình có thể xoay được ha. Cái phần đám cỏ này thì
do mình khâu hơi chặt, còn nếu mà các bạn muốn nó di chuyển được thì mình khâu nới lỏng tay một xíu, hoặc là các bạn là tăng cái số bính lên. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land.